Kính chào quý vị nha. Cái linh sam mà linh sam mới mua về quý vị. Ngày này mình mua về là 1 triệu là không biết mắc rẻ nữa. Nhưng mà thích thì mình mua này. Muốn cắt bỏ, cắt mình làm lại mình theo ý mình. Nhưng bây giờ thay vì cắt cái mình tiến hành mình chiết đi, mình bó lại. Bó rồi cái mình sẽ làm được mấy cây ha. Giờ mình tiến hành mình bó cái cây cây linh sam nha. Giờ muốn bó luôn cây cây bự này cũng được nhưng mà thôi. Giờ mình sẽ bó ra nhiều cây. Đây, mình sẽ quay sát lại cho quý vị xem. Thank you.
đây là cái kết quả mà mới nói là sau một tháng là cái cây này nó ra nhanh kỳ đúng không anh? Rễ nè, không? Rồi bây giờ mình sẽ cắt nó nha, cắt ra mình đưa cho người xem. Mình sao một tháng rưỡi mà nó ra ở đó đó, cây linh sam nó rễ quá mạnh. Rồi.